Download hay nâng cấp free Genmotion chỉ mua nâng Android Studio. Android Studio cứ chỉ IDE mới, xem ra bằng cách cam thì tu sắp xem ra Android. Ok, chân nhân cho một cái browser đang học này. Dừng quay thả Genmotion. Thầm mặt tiếp dừng trích lờ menu download. Cái này nên mình chúm rớt bì xem ra bởi dừng download Genmotion desktop đó. Thì mùi chỉ mùi nâng VirtualBox. Thì bì without VirtualBox. Bởi sân này nó khá bạn install VirtualBox nó không mà xin dừng hơi chẳng dừng vô without VirtualBox. Nhóm download chỉ mùi nâng without VirtualBox. Nói xa tại chúm bạn install VirtualBox nó không mà xin chúm rồi hơi. Và nên nó khá tuần miễn tế trâu vô chỉ mùi VirtualBox. Ok, mình click download. Và dừng download complete hai chứng nhận cho đồng bay install. Mouse down, you run as administrator. You click OK, next, install. Click finish. And launch Genmotion. Mình là thà dừng finish hai việc bảo cảm thi Genmotion nâng. Dừng rồi chạm tích mất hay dừng ai download Android emulator bàn. Chúng được sang nhóm bàn uninstall. Uninstall VirtualBox nâng. Chúng nhóm trâu ca download VirtualBox mở install xa thông mây. Thì tớ cảm thấy Genmotion nâng về tìm tì VirtualBox. Chúng nhóm trâu ca download xong ra Windows, dùng vô Windows mà. Nhóm cái thay nhóm viên VirtualBox hỏi bằng nhóm download đòi mình vô VirtualBox chỉ mũi chứng vì let's go only chứng đồng đầu ở download VirtualBox hoặc install nó không mà xin dương. Ok dương download bởi nhá dương cho open dương click next thì tất next là hột yes install. Click finish. Okay, những error ở đây thì những click okay mà search VirtualBox. Ok, chúng dừng mà sao thầm mấy, install VirtualBox sao thầm mấy. Next. Chúng, yes, install.
error mình đã sai dương bàn chẳng thay dương cục bông tạp bạc trên đồng hồ sân nâng và dương install VirtualBox mình bên bàn hạ error chẳng dương trọng bật trên đồng hồ sân và máy dương install VirtualBox bắt xa thamay. Ok, click finish. Đấy thế, dương bật mất. Trọng mặt tiếp dương bạc cầm thì chân emotion bây install device nâng dương trực lại bật tông mình sẽ nhả bột này má dương trở ra device mùi nào để dương chọn bàn thì ra nhóm chọn bàn Google device này nhóm trực lời chân emotion má. Tập máy dừng chọn nick nick mua thì vài bờ dương chọn cho mặt lọc đồ chung tế tập máy nhóm chọn bị install bị download và mình cũng download chứng dừng dừng màu install plugin bỏ trên motion được không Android Studio đang học nữa chứng dừng bà cầm thì Android Studio và dương mơ cả lại đi môn đồ bốn dương bạc mà toàn khởi trên motion UI manager đi tì thì sao nhưng bạn install rút chấn bạn bị chân nhạc khôn bỏ trên motion UI manager đang cả lại nâng chấn đồng bay config nhưng cho một căn file dù setting nâng editor hay nâng plugin chấn nâng học nếp rơi thay animation máu tập mà tiếp viên lên trên cái lại này để sang nhóm bàn install ruin chứng vi trên update vi ở dân update version thứ mấy chứng nên là ok install mà tập vi install vi ở dân restart IDE nâng thành công là nên là ok nhé toán chứng nhóm bị chạy nên là ok nhé bằng tiền về để dân bạc máu nhưng chọn editor plugin và tập máu sơ chân emotion tập máu còn lại những app để nó bị chân hạ install chứ này học nên chọn bị tông install tập máu nguyên nâng chân ở dưỡng restart IDE nâng nên là xa những miền chân bị chân hạ app đẹp. Ok nếu về hơi dừng restart sao thay đổi chừng mơ chân motion nhớ mang install rồi chơi nè cho một căn file được bia setting và tool tool hai chân motion plugin tập mới như chờ rơ tí tăng rồi bỏ chân motion mọi dưỡng tập bóng bên nào dân vì nó không program file nó không try C folder program file hay vô nó không gen motion mobile tập mà dùng vô folder này gen motion tập mà click ok tập mà tiếp bị tông ok ok chẳng ba này tập mà dùng ai run device trong ba này next step theo vị ở chẳng dùng chuẩn bị thả start chẳng cái lại này vì error chẳng dừng mơ error này ở khả vì mình bằng hại kế và nó về đại dân error vô số bị divide bởi dưỡng chừng anh đặt sai bằng hại error nó bàn đòi
dương cho một càng search bar dương quay biệt à network sao ăn mà tập máu nghe trên sạch thì những trong càng sạch thì rồi cái dương quay biệt network and internet trên những trong càng sạch thì mà dương miền biệt thà network and internet trên chất lờ nắng tập máu chain adapter option internet search and internet file này dùng mouse làm lơ internet file được biệt disable internet search disable tập máu tiếp dùng mouse làm đoạn tiếp tập máu dùng enable với sao thamay và dùng bàn enable rồi thấy chúng bật bật tăng off nó chúng dùng start virtual device dùng ba này chúng start vào tiếp chúng mở vì error tiền off OK, chúng vừa lên error hay dân bàn fix error virtual device anh rồi vậy. Lấy cái công cụ start Android device bây giờ nè. OK, chúng dùng bật này bật generation device manager. Tóm lại tiếp, dân ai chơi chơi device bây giờ. Ta đi vào những chung môi kê bây rắn Android vi chạy bây giờ ok, cho nhờ những chạy start start run lên nhỉ, run app bây giờ mình có phong tài run app bây giờ này, Crandall build running ok. Mình mình phải hãy error để install file OLDER SDK bây giờ chuyện là icon bỏ trên motion tầm mới việc start và dùng bằng Android General Motion rồi hỏi chẳng dùng Start General Motion đúng bán nhìn kìa chẳng dễ rửa ấy đi tha API mà phải muốn mở dường tiết tôn API mở dường á chẳng dùng trao ca này ạ tiêm port API bên này ở khu port trâm mà phải một bộ bình API phải buồn này, rồi có thôm tồn phát API phải buồn, chẳng dừng cho một căn tool in SDK manager chứ install Android 7 nữa API một phẩy bốn
bạn dừng install bạn root rồi hãy click finish. Ok. Dừng run. You know error là chúng người tiếp tục nâng install file of the SDK này. Chưa mở install GeneMotion virtual device mới xa thông mấy xa dương môn dương install version API và dương vì tiệm chứng dương tiệm tiệm API và pay bằng bốn tổ xám sập. Để hình cho custom phone API và dân cường phần buồn chân chọc nick chmu device và dân chọc install và đang chọn là GeneMotion Device Manager. Tập mà tiếp dưới nâng khơi Virtual Device dân mũi Custom Phone chứng Samsung Galaxy M7 hay nâng General Linux 7 nâng vì API vì tiếp ích vì score đi chứng nhóm trâu ca install Custom Device thông mấy mũi nhỉ chứng Device bởi dưới chúng cho start OK, dừng chân hỏi, dừng run Android version device và dừng, bây giờ bạn install được nông trên GeneMotion rồi. Chứng dừng, cái lại nè, bây change chung một device và dừng lại GeneMotion mobile custom phone. Tập mới dừng, cái lại nè, dừng Android device và dừng. Tập mới dừng chuẩn bị run. Cái này bị tông ok lỡ dưng răn bàn hỏi đòi pra Android GeneMotion device này. Ok, một cô nhỏ khả nế để bạn tự xin lãn video mới nhé. Xin cảm thấy video này nâng ngài chui nhỏ đồng học khả nế hay complete cho subscribe, đã được cần đăng share, like hay nâng comment và một cô nhỏ khả nế.